Tử vi về ngày 18 tháng 12 âm lịch Mậu Dần. Xin kính chào quý khán giả của kênh Phong Thủy Gia Cát, trực thuộc công ty kiến trúc Phong Thủy Lộc Tài. Mỗi buổi sáng thức dậy, quý vị và các bạn chắc hẳn rằng muốn biết ngày hôm nay của mình sẽ diễn ra như thế nào. Công việc, sức khỏe, vận trình có tốt hay không? Để giải đáp những thắc mắc đó, ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát xin giới thiệu đến quý vị và các bạn chương trình luận giải tử vi cát hung cho ngày 18 tháng 12 năm 2020 âm lịch với sự tư vấn luận giải từ thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong Thủy Việt. Anh chị hãy theo dõi để biết vận hạn của mình ngày hôm nay, đón nhận những lời khuyên giúp cho việc định hướng và lên kế hoạch được trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiện trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan về ngày 18 tháng 12 âm lịch. Ngày 18 tháng 12 năm 2020 âm lịch, còn gọi là ngày 18 tháng 12 năm Canh Tý, từ ngày 30 tháng 1 năm 2021 dương lịch. Ngày này sẽ có nạp giáp là ngày Mậu Dần, nạp âm là thành đầu thổ, tức là đất đầu thành. Do Dần và Thân chính xung, Mậu Dương Thổ khắc Nhâm Dương Thủy, giáp Dương Mộc khắc Mậu Dương Thổ. Đây gọi là thiên khắc, địa xung nên dẫn tới ngày này đặc biệt xấu đối với các tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 và Giáp Thân sinh năm 2004. Tổng quan tử vi 12 con giáp trong ngày 18 tháng 12 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Tý. Tý Dương Thủy gặp Mậu Dương Thổ là thất sát. Trong ngày các gia chủ tuổi Tý nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết. May mắn trong ngày, phương diện tài lộc vẫn khá tốt, dù lương thưởng không nhiều như bản mệnh kỳ vọng, nhưng vẫn đủ để chi tiêu, mua sắm trong dịp này. Tuổi Tý trong năm nay còn gặp phải trực thái tuế, nên cần hết sức chú ý về vấn đề thị phi trong công việc và sự nghiệp. Chính vì thế, quý anh chị nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, thân, tí, thìn để hóa giải những xui xẻo, thị phi bùa vây và giúp cho con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc được hanh thông, thuận lợi. Thứ hai, tuổi Sửu. Sửu âm thổ gặp Mậu Dương thổ là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Sửu trong ngày hôm nay nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Trong ngày còn có thiên ất quý nhân và quốc ấn chiếu mệnh là những cát tinh đem lại may mắn, tài lộc cho bản mệnh cho ngày hôm nay. Thiên ất quý nhân là ngôi sao may mắn, nếu có ngôi sao này trong mệnh sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng. Còn các thần quốc ấn là chủ về quan vận nên những gia chủ tuổi Sửu nếu như đang theo con đường quan trường sẽ có được những sự trợ giúp rất lớn. Hơn nữa vì Tý Sửu là tương hợp sẽ có nhiều cơ hội hợp tác, phát triển cho người tuổi Sửu. Vì vậy, năm Canh Tý 2020, người tuổi Sửu nên tận dụng cơ hội để xây dựng mối quan hệ tốt, đặt nền tảng cho sự phát triển các mối quan hệ giữa cá nhân và sự nghiệp trong tương lai. Ngoài ra, bản mệnh nên sử dụng vòng tam giác khai vận, Tị, Dậu, Sửu để chiêu quý nhân cát lành, đem lại may mắn cho bản mệnh, hóa giải thị phi. Thứ ba, tuổi Dần. Dần Dương Mộc gặp Mậu Dương Thổ là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, như gia chủ tuổi Dần sẽ dễ có được tài lộc, công việc và sự nghiệp cũng có những tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Bên cạnh đó, trong năm Canh Tý, người tuổi Dần gặp thái tuế tương sinh, lại hợp quan ấn, sức mạnh đột nhiên tăng, mệnh chủ có quý nhân trợ giúp, cần nắm bắt cơ hội này để phát triển bản thân và công việc. Người tuổi Dần năm nay nên sử dụng vòng tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất, sử dụng tam giác địa chi trong phong thủy để đem lại sự may mắn, tài lộc, tăng cường vận khí và chiêu mời quý nhân trợ giúp cho gia chủ. Thứ tư, tuổi Mão. Mão âm mộc gặp Mậu Dương Thổ là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Mão cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có.
Ngoài ra, gia chủ cũng sẽ cần chú ý nhiều về vấn đề sức khỏe của mình. Do ngày này có nạp âm là hỏa nên cần chú ý nhiều về vấn đề các bệnh liên quan tới đường hô hấp nhiều hơn. Hơn nữa, tuổi Mão năm nay cùng với thái tuế Tý, Thủy hình thành Tý Mão vô lễ chi hình, các mặt vận thế sẽ có nhiều thay đổi. Năm nay bị ảnh hưởng bởi hình thái tuế và sao lục hại, đối với quan hệ xã hội, sự nghiệp hay đường tình duyên của những người tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều bất lợi. Nên sử dụng vòng tam giác khai vận, hợi, mão, mùi để gặp hung, hóa cát, chiêu quý nhân, tài lộc. Thứ năm, tuổi Thìn. Thìn dương thổ gặp mậu dương thổ là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Ngoài ra còn có các thần là thái cực, là ngôi sao chủ về thông minh, ham học. Vậy nên trong ngày, bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội thể hiện được tài năng, nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được những thành quả đáng mong muốn. Đặc biệt những người tuổi Thìn rơi vào năm Canh Tí 2020 tương hợp với thái tuế, được quý nhân tương trợ. Cho nên về tổng thể mà nói là vận thế không tệ. Những người tuổi Thìn năm nay vượng về vận quý nhân. Để tận dụng cơ hội, người tuổi Thìn cần sử dụng vòng tam giác khai vận, thân, tí, thìn, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Thứ 6, tuổi Tỵ. Tỵ âm hỏa gặp mậu dương thổ là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Tỵ trong ngày này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình. Trong ngày còn có cát tinh thiên lộc đóng mệnh. Đây là một cát tinh đem đến tài lộc, tiền bạc và những may mắn. Bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội để phát triển bản thân. Tuy nhiên, còn có hung tinh tiếp sát chiếu đến các gia chủ tuổi Tỵ. Trong ngày này sẽ gây ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ. Người tuổi Tỵ gặp năm 2020 Canh Tí, thiên can lưu niên canh kim là thiên tài tinh của Tỵ. Thái tuế Tí, Thủy là chính quan của Tỵ, cho nên tài quan của người tuổi Tỵ năm nay lương vượng, sự nghiệp cầu tài đều sẽ có cơ hội phát triển tương đối tốt. Khuyên người tuổi Tỵ sử dụng vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu, hóa giải hung họa, chiêu quý nhân, người giúp đỡ trong công việc và cuộc sống. Thứ 7, tuổi Ngọ. Ngọ dương hỏa gặp mậu dương thổ là thiệt thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết mất khí. Nên trong ngày, các gia chủ tuổi Ngọ cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Bên cạnh đó còn có hung tinh kình dương, chủ về tai họa, thương tật. Cho nên gia chủ tuổi Ngọ cần chú ý tránh những tranh cãi không quá đáng liên quan. Cần chú ý tránh những tranh cãi không đáng có liên quan đến pháp luật, tuyệt đối tránh xa những lời mời, nhiều vả liên quan đến việc phạm pháp, giấy tờ. Đồng thời cũng không đứng ra vay mượn hay ký nhận cho ai cả. Bên cạnh đó, trong năm Canh Tí, tuổi Ngọ còn phạm phải xung thái tuế. Năm nay sẽ là một năm vất vả, vận hạn xấu nhất trong 12 con giáp, nhiều lo lắng, ít niềm vui, sóng gió triền miên. Thái tuế Tí, Thủy là thiên quan tinh của tuổi Ngọ, cẩn thận những kẻ tiểu nhân, công kích và tránh những rắc rối thị phi. Chính vì vậy năm nay, người tuổi Ngọ cần sử dụng vòng tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất để chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Thứ 8, tuổi Mùi. Mùi âm hỏa gặp mậu dương thổ là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Mùi trong ngày nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Ngày Mậu Dần, tuổi Mùi có thiên ất quý nhân, thái cực đóng mệnh. Đây đều là ngôi sao may mắn, sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng. Bên cạnh đó còn có kim dư là cát tinh phú quý. Trong ngày sẽ có nhiều tài lộc và quý nhân đến với những người tuổi Mùi. Đặc biệt vận tuổi lưu chuyển đến năm 2020 Canh Tí, người tuổi Mùi vì cùng thái tuế và năm Tí là có quan hệ tương hại bên trong, được gọi là hại thái tuế. Vận trình của người tuổi Mùi năm nay sẽ dàn gặp khó khăn, trắc trở, làm việc không thuận, sự nghiệp tài vận sẽ phải chịu ảnh hưởng. Ngoài ra, khuyên gia chủ tuổi Mùi sử dụng vòng tam giác khai vận, hợi, mão, mùi để mạnh may mắn, tài lộc cả năm. Thứ 9, tuổi Thân. Thân dương kim gặp mậu dương thổ là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày, những gia chủ tuổi Thân nếu có cơ hội thì nên chủ động và chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Bên cạnh đó sẽ có văn xương quý nhân chiếu mệnh là cát tinh chủ về việc học hành, thi cử. Nên ngày hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử, đạt được những thành tích cao, công danh hanh thông. Không như vậy, còn có phúc tinh giáng chiếu tới bản mệnh nên bản mệnh có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng, nhưng sẽ cần chú ý cẩn trọng,
nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Đặc biệt bước sang năm 2020, thái tuế Tý, Thủy là tam hợp quý nhân của người tuổi Thân, vận thế tổng thể coi như cũng không tệ, nhưng cũng không nên quá lạc quan. Người tuổi Thân năm 2020 nên sử dụng vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn có tác dụng tăng cường khí vận, đem lại may mắn, tài lộc, sức khỏe và sự hòa hợp cho các gia chủ thuộc bộ tuổi Thân, Tý, Thìn. 10. Tuổi Dậu. Dậu âm kim gặp Mậu xuân thổ là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Dậu, nếu có cơ hội tốt, bản mệnh cần phải nắm bắt thì sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt cũng đang chờ đợi bạn ở phía trước. Tuy nhiên trong ngày còn có kiếp sát chiếu mệnh gây ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ. Ngoài ra tuổi Dậu rơi vào năm Canh Tí 2020 do Dậu kim tương phá với địa chi lưu niên của năm là Tí Thủy nên còn gọi là pha thái tuế, vận thế năm nay ảm đạm có nhiều biến động. Tuy nhiên, điều quan trọng là giữ vững tinh thần, trách nhiệm trong công việc, lấy may giải hung. Khuyên gia chủ tuổi Dậu nên sử dụng vòng tam giác khai vận Tị, Dậu, Sử để công việc được hanh thông, mọi điều may mắn. 11. Tuổi Tuất. Tuất Dương Thổ gặp Mậu Dương Thổ là Tỷ Kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Trong ngày còn có cát tinh thái cực chiếu mệnh, đây là những cát tinh chủ về tài lộc, may mắn, cho nên những gia chủ tuổi Tuất cần nắm bắt cơ hội để phát triển công việc, tạo những mối quan hệ tốt đẹp. Bên cạnh đó, vận trình trong năm 2020 của tuổi Tuất có rất nhiều khởi sắc, sự nghiệp và tài vận có bước nâng lên đáng kể, cường độ và áp lực của công việc cùng tồn tại. Để ngăn chặn sự làm việc quá sức về thể chất và tinh thần, cần phải chú ý đến sự kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi, điều chỉnh vừa phải, thái độ thoải mái và lạc quan đối với cuộc sống. Gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất để chiêu quý nhân, đem lại may mắn, tài lộc trong cả năm. 12. Tuổi Hợi. Hợi Dương Thổ gặp Mậu Dương Thổ là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này, cần chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Hơn nữa, những người sinh năm Hợi vào năm Canh Tí 2020 gặp lưu niên thiên can canh kim là thiên ấn tinh. Thiên ấn chủ về áp lực và phiền não. Lưu niên thái tuế là kiếp tài tinh, cũng có ý là tranh đoạt. Vì vậy mà trong năm nay gặp nhiều chuyện không như ý, bản mệnh nên chọn cho mình vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi thuận lợi hơn trong ngày hôm nay, tránh xa được những thị phi không đáng có, tinh thần lạc quan và vui vẻ. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về luận giải vận hạn ngày 18 tháng 12 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi và suôn sẻ. Cảm ơn quý anh chị đã luôn quan tâm, đồng hành cùng chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!